weapon give me. No, un grupo de familia Guaraní que vivimos recién contactados. Chắc nhiều bạn vẫn không thể tưởng tượng nổi rừng Amazon lớn như thế nào. Đó, chết rồi, đầm lầy. Đầm lầy phải rất là cẩn thận, nhiều lúc là bị sập đầm lầy luôn. Mỗi bước chân đều phải rất là cẩn thận. Họ chặt đi, họ lấy trái cây, họ ăn, chơi á. Mình đã có mặt tại rừng Amazon và tiếp tục hôm nay sẽ lại tiếp tục là cuộc sống của những người bộ lạc, những người sống ở trong rừng Amazon, những người thời nguyên thủy hồi xưa người ta sống như thế nào. Giờ là mình sẽ đi săn nhưng mà không phải săn giống như hôm trước. Lần này mình sẽ dùng cái này, mình sẽ săn không phải mình người bộ lạc sẽ săn, mình sẽ đi theo thôi, tại vì họ đi săn để họ kiếm đồ ăn, họ ăn thôi. Nhưng mà lần này á thì phải chạy nhiều hơn, rất là nhiều. Tại vì lần trước là khỉ rất là dạng, nhưng mà lần này mình sẽ săn con khác thì sẽ không có dạng như vậy nữa. Nên là mình không cần phải rình rập nhiều. Nhưng mà bù lại là mình phải chạy, mình dí theo. Mình sẽ săn mấy con vật mà giống như là bò của Amazon hay là heo của Amazon. Bò của Amazon và heo của Amazon là rất là khác với lại ở chỗ mình nha. Tại vì động vật ở đây có nhiều con rất là lạ. Bạn nào xem review của mình trước đó thì sẽ thấy có mấy con lạ lắm. Nên là bây giờ là mình cũng sẽ thử trải nghiệm thử một cái kiểu săn mới của người sống ở trong rừng Amazon là như thế nào. Và video này thì các bạn cũng sẽ hiểu thêm là người nguyên thủy hồi xưa họ sống như thế nào. Mọi người hay đọc sách báo nhưng mà không biết thực sự là hồi xưa người ta sống như thế nào. Bây giờ là trải nghiệm thực sự người hồi xưa người ta sống như thế nào. Đây là bộ lạc mới tiếp xúc với lại con người 40 năm thôi. 40 năm trước đây á, thì người ta không có tiếp xúc gì với con người hết. Người ta chưa từng gặp con người luôn. Nên là hồi đó họ rất nguy hiểm. Còn bây giờ thì một nhóm người cũng là bộ lạc đó, nhưng một nhóm người đã tiếp xúc rồi thì đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng mà vẫn là bộ lạc này, nhưng mà một nhóm người thì họ vẫn còn chưa tiếp xúc với con người. Họ vẫn sống trong rừng Amazon và không ai biết mấy người đó sống ở đâu hết. Vì lần này là phải chạy nên là có thể là người ta muốn mặc quần. Tại vì bộ lạc này là họ đã tiếp xúc với con người rồi. Nên là mặc dù là văn hóa của họ hay là truyền thống của họ và những cái thói quen của họ vẫn là khác con người. Nhưng mà họ vẫn tiếp cận được những đồ vật của thế giới hiện đại rồi. Nên là bên này họ vẫn mặc quần. Tại vì săn cái này là phải chạy nhiều, nên là họ mặc quần cho dễ chạy. Như tập trước bạn thấy là họ không có mặc gì hết, còn lần này là họ mặc quần. Có một số người lớn của bộ lạc thì người ta là hồi xưa giờ người ta không tiếp xúc với người lâu quá rồi. Bên này là họ không thích mặc quần luôn, mặc họ cảm thấy rất là khó chịu. Đối với họ mặc quần không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà trong những cuộc đi săn như thế này á, thì những lúc nào mà kiểu như họ cần cho dễ chạy thì họ phải mặc quần. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vào sâu bên trong rừng này để săn được. Họ vẫn săn theo kiểu như hồi xưa thôi. Cuộc sống của họ bao nhiêu năm nay mà cái văn hóa này lại được truyền từ hàng ngàn năm nay, từ cái thời tổ tiên của họ là sống trong đây. Tổ tiên của loài người thì cũng là đều là xuất thân từ những cái bộ lạc hay là những cái nơi mà người ta đi săn bắn hay lượm thôi. Trong những cuộc đi săn thì lúc nào họ cũng cầm những phi tiêu độc như thế này đó, và một cái cây gọi là cây giáo thì người ta có thể giết hoặc là có thể bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân bởi ai? Ở trong đây thì bảo vệ bản thân bởi những người mà bộ lạc mà chưa từng tiếp xúc là thứ nhất nè. Hoặc là có thú dữ ở trong đây cũng nhiều. Thấy mình đi bình thường thì thôi chứ. Mình đang ở trong khu vực mà có rất là nhiều báo hay là những cái thú vật, thú dữ ở trong rừng Amazon luôn. Có thể là nhiều bạn thấy rừng rồi cảm giác rừng giống như ở Việt Nam. Nhưng mà mình xin nhấn mạnh, đây là rừng Amazon. Khu rừng mà bí ẩn nhất của thế giới. Khu rừng lớn nhất thế giới. Và đa dạng sinh học, tất cả mọi thứ đều cực kỳ khác biệt so với những khu rừng khác. Không có một khu rừng nào có thể so sánh được với rừng Amazon. Lần này là mình đi săn với lại hai người khác nha, không phải là người lúc trước đâu. Người lúc trước họ không thích mặc quần, tại vì họ sống từ lâu nay như vậy rồi. Kiểu như mỗi người mỗi tính nữa. Đi theo họ cũng đuối chứ. Tí nữa họ chạy là mình phải chạy theo. Có khi là họ phải chạy 3 tiếng đồng hồ họ mới bắt được một con vật. Thấy ghê không? Chạy 3 tiếng đồng hồ trong rừng là có thể mình chạy không lại đâu, nhưng mà vẫn cố gắng đi theo để trải nghiệm cuộc sống của người ta như thế nào. Chắc nhiều bạn vẫn không thể tưởng tượng nổi rừng Amazon lớn như thế nào, mà người ta cứ nói rừng Amazon lớn rồi, Amazon là nơi sản sinh ra không khí cho trái đất rồi, như là lá phổi của trái đất. Cho các bạn dễ hiểu thì một cái rừng Amazon thì lớn bằng cả nước Úc luôn, mà nước Úc thì rất là lớn nha, không phải nước Úc là nước nhỏ đâu. Chẳng qua là phần lớn diện tích nước Úc thì không có người sinh sống thôi.
họ sẽ tập trung vào những cái thành phố này kia. Nhưng mà tính ra cái diện tích nước Úc thì rất là lớn. Wow, chim cỏ rồi con vật này kia quá trời hết. Đó, họ cứ đi như vậy, họ cắm đầu cắm cổ đi như vậy thôi. Wow, cây này to mà bị chặt mất rồi này. Wow, cây này to. Wow, chết, gỗ không là gỗ trời. Cái cây này to các bạn. Cây này 100 năm tuổi nè. To chưa, mà họ chặt để làm gì không các bạn? Không phải lấy gỗ đâu, họ chặt để họ lấy trái cây họ ăn chơi á. Còn gỗ vẫn để nguyên này nè, giữ đi chơi, chỉ để lấy gỗ thôi chơi. Đúng là trong này không có gì ngoài gỗ hết, nhưng mà người ta phí phạm. Với lại là hồi xưa là cái tư tưởng của người ta là rừng là nhà của người ta rồi. Những cái gì mà bên ngoài rừng á, thì cái đó là rất là nguy hiểm cho gia đình của họ. Và rừng là cung cấp thức ăn rồi mọi thứ được cho họ. Họ đi vào rừng, họ đi săn cũng như là họ đi thu hoạch thôi. Gỗ thì cũng là của nhà họ kiểu vậy. Họ là họ trong suy nghĩ của họ như vậy. Nhưng mà ở thế giới hiện đại thì mình là phải nên bảo vệ rừng. Đi tới đâu là chú chặt tới đó. Bạn xem ở trong cái ống của chú này nè. Đây là mấy cái cung tên độc, không phải cung tên, mũi tên độc. Để chú bỏ vào cái cây dài này nè. Đó, đút vào trong đây chú thổi. Bạn nào xem review của mình về tập trước thì các bạn sẽ thấy là thổi như thế nào. Mình đã có nói và giới thiệu cho các bạn rất là chi tiết về cái cách mà đi săn như thế này và tạo ra những cái loại có thể đi săn được như thế này. Và tập đó coi giống như là một cái trải nghiệm, hoặc là biết thêm một cái văn hóa, hay là biết thêm về kiến thức về sinh tồn thôi. Không có mục đích nào khác. Tất cả mọi thứ đều là trải nghiệm thôi. Chứ mấy cái này thì dù mình biết không tốt, nhưng mà bây giờ cuộc sống của người ta trong này mình không làm gì được đâu. Bây giờ chính phủ cũng không làm gì được, mà làm sao mà mình làm gì được. Tại vì nếu mà muốn họ không đi săn nữa, phải cho họ một cuộc sống, cho họ thức ăn. Bây giờ nếu mà họ về thành phố thì họ không biết gì để sống hết, không có gì để ăn hết. Còn nếu mà kêu chính phủ lo, chính phủ cũng không lo được hết. Ở trong khu rừng này thì có khoảng mấy ngàn người, hoàn toàn là ước tính thôi, không phải là con số chính xác. Người ta không có thể thống kê được. Tại vì trong này có nhiều bộ lạc là chưa có tiếp xúc bao giờ, cũng là bộ lạc này. Mà nhiều gia đình đó, nhiều cái nhóm người thì chưa tiếp xúc với người bao giờ luôn. Thấy người là giết. Tới nỗi mà người bộ lạc của họ ở đây mà còn bị giết. Nhưng mà tại vì người bộ lạc của họ này, họ đã tiếp xúc với con người 40 năm rồi, họ hiền hơn, nên là nhiều lúc không có hoang dại bằng cái bộ lạc mà chưa từng tiếp xúc với con người. Kiểu tính của họ cũng đầm thắm hơn nữa. Wow, mình thấy cây gỗ to to không? Họ chặt hết à. Họ chặt, họ không lấy gỗ luôn nha các bạn. Mình thấy mình đang đứng trên một cây rất là to không? Họ không lấy gỗ luôn. Họ, mục đích của họ chỉ là kiếm thức ăn thôi bạn ơi. Họ chỉ được muốn sống thôi. Nó học đi vào rừng này mà họ vẫn đi chân đất. Mà mấy cái rừng này là gai kinh khủng luôn. Đó, chết rồi, đầm lầy nè. Đầm lầy phải rất là cẩn thận, nhiều lúc là bị sập đầm lầy luôn. Ở rừng Amazon, bạn nào mà xem phim nhiều ở rừng Amazon, bạn chắc chắn bạn sẽ thấy là ít nhất là vài lần là sẽ có đầm lầy. Mà người ta bị lún vào đầm lầy và ngập cao lúc đầu luôn á. Phải giảm lên mấy cái cây khô hay là mấy cái rễ. Mỗi bước chân đều phải rất là cẩn thận. Nguyên tắc của đi trong rừng là mỗi dấu chân hay là mỗi cái chạm tay đều phải rất là cẩn thận. Đúng kiểu rừng rậm luôn. Đi đâu cũng rậm rạp, không kể rừng rậm rạp mà còn có người ta chặt rồi lộn xộn hết. Cưa một cái cây 100 năm tuổi chỉ để lấy quả ăn thôi. Càng ngày mình càng đi sâu vào trong rừng. Và mỗi khi có dấu hiệu của động vật thì mọi người phải dừng lại để lắng nghe những tiếng động. Những thay đổi của âm thanh dù là rất nhỏ cũng sẽ mang lại một chút manh mối nào đó. Từ đó thì mình sẽ xác định được hướng đi. Trong rừng Amazon này có 2,5 triệu loài côn trùng khác nhau. Bao nhiêu ngày ở trong rừng Amazon là bấy nhiêu ngày mình bị côn trùng đốt. Mỗi ngày mình đều đi vào rừng sâu, cũng có nghĩa là mình sẽ bị côn trùng đốt cả ngày. Bị vô số loại côn trùng khác nhau đốt thì ngay tại vết đốt sẽ bị tê rất lâu. Mình đã phải xài thuốc ít nhất 2 tuần mới lành, và có lẽ là hơn 2 tháng thì vết thâm do côn trùng đốt mới mờ đi. Bây giờ thì mình lại phải tiếp tục băng qua những đầm lầy. Và mỗi lần đi vào rừng thế này thì mất cả ngày, nên là mình chỉ quay một đoạn cho các bạn hình dung được địa chất của rừng Amazon là như thế nào.
Và trong khu rừng mưa rậm rạp này thì hầu như là vừa đi vừa phải phát cây để mở đường. Đúng là cuộc sống rừng rậm thì không có dễ dàng, sinh tồn thì không có dễ dàng đâu. Nếu mà xã hội này không phát triển, không có cái gì sẵn hết thì đúng thật là không có dễ dàng. Lúng hết, cái đầm lầy này nó rộng dưới trời. Giống như nó sáng vậy trời, giống như phát sáng á. Kiểu cái màu của nó đối lập quá, nó tương phản là cảm giác như phát sáng. Cái cây này to không à, 100 năm tuổi. Coi cái rễ của nó nè, như Photoshop vậy mà không phải nha. Wow, không chỉnh màu gì luôn á. Trong rừng này có quá nhiều thứ hay luôn. Lại tiếp tục là những khu đầm lầy. Và một câu người Amazon thường hay nói với mình đó là đừng để bị lún xuống đầm lầy. Đối với những đầm lầy như thế này thì cách tốt nhất là đi lần theo rễ cây. Và những tán lá kế bên sẽ giúp chúng ta giữ thăng bằng. Không cần phải vội vàng vì giữ chân luôn nằm trên rễ cây quan trọng hơn. Và bạn cũng không cần phải lo là không có rễ cây vì đây là Amazon. Ở đây có rất nhiều động vật rất độc và điển hình là loài ếch phi tiêu độc. Người ở đây người ta còn lấy chất độc của loài ếch này để tẩm vào đầu mũi phi tiêu, phục vụ cho quá trình săn bắn. Wow. Ok. Nước này rất là sâu, mình đang đi lần theo cái rễ cây nên là mới đứng được như thế này thôi. Còn nếu mà không đứng ở trên rễ cây là chắc là bây giờ mình lún xuống luôn rồi. Sâu dưới trời. May quá, may là để cái chân này được nước nó ra. Nước nó vừa vào tới nửa ủng cái mình giơ cái chân lên kịp, không thôi là nước nó vào trong ủng rồi. Wow, té rất là nhiều lần và bị con trùng cắn cũng không thể nào đếm được. Con trùng thì nó bu đầy người luôn, tới nỗi mà mẫn cảm luôn. Con trùng nó cắn bây giờ để nó cắn luôn. Cắn mà cắn rác nha các bạn, không phải là như mũi đâu. Cắn mà kiểu như nó bị tê tê á, cũng phải là 15-20 phút nó mới hết, rồi nó đỏ lên. Ở đây người ta là đi săn thực sự và người ta cần săn để có đồ ăn nha. Không phải là đi cho vui đâu, hay là đi để khám phá hay gì đâu. Thực sự người ta rất là tập trung mà, thấy không? Người ta cần đồ ăn. Rừng Amazon lớn đến nỗi bạn sẽ thấy choáng ngợp, bởi vì đi hoài thì phía trước mặt của bạn vẫn là rừng. Và càng đi thì bạn sẽ càng lún sâu vào trong rừng và những khu đầm lầy. Phần lớn những người sống trong rừng rậm từ đó giờ thì họ không cao, họ lùn lắm. Có thể là họ sống ở trong tán rừng bị che phủ, không có ánh nắng nên là không sản sinh được nhiều vitamin D. Hoặc là các nhà khoa học còn nói là có thể là do gen của họ nữa. Nhiều yếu tố lắm. Wow, có vẻ như cánh rừng này là không có heo rồi. Hoặc là heo nó đi chỗ khác rồi. Đi săn thì lúc nào cũng phải hên xui như vậy. Có thể là mình sẽ đi qua cánh rừng khác. Đó chính là cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt khi mà sống ở trong rừng rậm và đi kiếm ăn, đi săn giống như thế này. Không phải lúc nào là cũng tìm thấy được con vật mà mình muốn săn, hay là lúc nào cũng săn được thịt để đem trở về. Tại vì như bạn đã biết thì rừng Amazon thì rất là rộng luôn. Ví dụ như một đàn heo rừng đi khoảng có đàn lên khoảng 100 con, 200 con. Nhưng mà bây giờ nó không đi ở cái cánh rừng bên này. Nó đi tuốt, thậm chí nó nhập cảnh bên qua nước khác luôn. Tại vì rừng Amazon thì đi qua rất là nhiều nước. Có thể nó đi xa được như vậy luôn, tại vì nó đâu có nhà đâu, đi theo một cái hướng nào vô định đó, không biết đường nào mà lần hết. Nên đây cũng là một cái điều mà mình đã được trải nghiệm khi mà sống ở trong rừng Amazon với các bộ lạc như thế này, đó là không phải lúc nào cũng có thể đi săn được và đi về với một nỗi thất vọng, một nỗi hụt hẫng như thế này đây. Nhưng mà hụt hẫng nhất thì vẫn chưa phải là mình, hụt hẫng nhất là chính là hai chú đi sau mình đây. Đêm xuống cũng là lúc mọi người nhảy múa. Đây là điều nhảy cực kỳ độc đáo và độc nhất của bộ lạc rừng Amazon.
Điệu nhảy của bộ lạc trong rừng rậm Amazon là một trong những điệu nhảy đơn giản nhất mà mình từng được thấy. Họ bắt đầu nhảy theo vòng tròn, trong khi những người đàn ông thì chơi sáo. Một điệu nhảy cực kỳ đơn giản nhưng lại rất đậm chất rừng rậm của những bộ lạc nguyên thủy. Tốc độ và nhịp độ ngày càng trở nên điên cuồng và sau đó họ sẽ kết thúc bằng những câu từ lặp đi lặp lại. Đây cũng là đêm cuối cùng của mình tại bộ lạc nguyên thủy này. Và tiếp theo đây sẽ là một thông điệp cực kỳ quan trọng của chú tộc trưởng, lời nhắn của những người nguyên thủy sống trong rừng rậm đến với thế giới ngoài kia. Gracias por visitar de nuestra comunidad Bamino. Nosotros somos un grupo de familia Guaraní que vivimos recién contactados. Miles años, esta cultura, este idioma, esta selva vivía esta cultura mantenía antes de contacto, después de contacto mantenemos, porque nuestros abuelos vivían esta vida, hombre y mujer. Vivían esta forma, la misma casa, la misma selva, la misma idioma. Cuando llueve el contacto, nosotros estamos, ponemos chorro, camisa, pero nosotros mantenemos nuestro idioma, nuestra vida, llamado. Nuestros abuelos cuidaban este territorio, nuestros abuelos protegían la selva, lo que es tendamente que conocimos es Bameno aquí. Nosotros somos Guaraní que hemos vivido antes de contacto y ahora también estamos siguiendo viviendo. Y esto queríamos enseñar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra selva. ¿Qué animal tenemos? ¿Cuál es nuestra vida? Eso es lo que queríamos enseñarle. Y lo que ahora, lo que nuestra preocupación del mundo es el conocido Ecuador, Yasuní, donde dice, es nuestro territorio. Y lo que enfrenta ese territorio son las petroleras. Tagiri también quiere seguir viviendo aislamiento. Nosotros vamos también a vivir el mundo contacto. Por ello nosotros vamos a hablar, para que ellos vivan. Y por eso nuestra preocupación, el Estado sigue haciendo más. Nosotros también estamos viviendo tiempo de guerra. Porque el gobierno no está dejando paz de vivir esta tierra. Porque el petróleo va avanzando y más y más. Y para nosotros es grandes preocupaciones. Por eso nosotros llamamos. Que venga a conocer nuestra cultura, nuestra casa Bameno. Nuestra comunidad Bameno. Gracias por el tiempo que ha estado. Y esperamos que vaya bien. Y no queremos perder esta cultura, este idioma. Vamos a seguir viviendo esa cultura. Y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Already, tell me. Gracias. Okay. Delicious, delicious. Wapuni ni. Wapuni. Wapuni. Delicious. Thank you very much. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. Mañana vieja. Gracias. Nene, tú vas a comer. Oh. Bye. Bye bye. Gracias. Bye bye. Sí, bye bye. Que vaya bien. Buen viaje. Dạ. Được rồi, mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau.